Kính thưa quý bà và anh chị em trong hội lòng chú thương xót. Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để chúng ta dâng thánh lễ an táng cho 22 em thai nhi đang hiện diện với chúng ta trong ngôi thánh đường này. Có lẽ mọi người chúng ta khi chúng ta đối diện với sự chết khi chúng ta đối diện với sự đau thương của cuộc đời Thì chúng ta cảm thấy đau xót Chúng ta cảm thấy một cái sự mất mát nào đó Trong gia đình, trong cuộc đời của mọi người chúng ta Vậy thì khi chúng ta dự một đám tang như ngày hôm nay Dự một cái đại lệ đám tang 22 mạng sống con người đang hiện diện với chúng ta nơi đây Chúng ta suy nghĩ gì Về hành vi của con người ngày nay. Nhất là các bạn trẻ, các gia đình trẻ ngày hôm nay, người ta chỉ muốn chỉ muốn cho mình được tự do để quyết định lấy sự sống của con người mà bất chấp cả Thiên Chúa. Họ không có sự sống là từ Thiên Chúa nữa mà do con người mà có. Cho nên nhiều gia đình trẻ ngày hôm nay Nhiều các bạn trẻ ngày hôm nay Coi nạo phá thai Giết người như thế này Là chuyện dễ dàng và bình thường Như một như đi ăn một cái bát phở rồi xong Rồi đi về thôi Thế nhưng Thưa quý bà anh chị em Không đâu Mọi sự nó vẫn còn đó Và nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay trước cái suy nghĩ như vậy nhưng sau khi đã đi nạo bỏ phá thai thì về cảm thấy ấy nấy bứt rứt lương tâm không tài nào quên được và nhiều bạn trẻ ngày hôm nay tới gặp chúng tôi cũng vậy cách đây hơn hai tháng có một đôi sinh, sinh viên cô nào là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học yêu lấy một anh chàng này cũng đang đi làm Hai người yêu nhau ba bốn năm rồi Bây giờ có thai Và khi có thai rồi thì anh này mới lộ diện Là anh này đã có gia đình Trước đấy thì giấu biệt, không biết Và khi đã có gia đình rồi thì anh này chối trách nhiệm cứ lặn lựa cô này mại và ép cô này phải bỏ cái đứa bé Đứa con của mình bậc được Cô này không còn cách nào khác Cho nên Dày vò mại Cũng muốn để mà giữ lại Nhưng cuối cùng Không thắng vượt được chính bản thân Và rồi Cô ta Đi bỏ cái thai Bỏ cái thai về rồi Tìm một cái hũ rất đẹp bởi vì người bên lương cho nên thì một cái hụ nó có cái hình giống như quả sen, hoa sen, một cái đài sen để ở trong phòng hai ba ngày rồi. Không biết đưa đi đâu, về đâu. Lúc đấy lên trên mạng Internet thì đi vào cái trang bảo vệ sống của Thái Hà. Ở, thấy ở nhà thờ Thái Hà có thánh lệ đưa tiện các em thai nhi đi chôn Và cô ấy gọi Xin tôi giúp để mà đưa các em đi về đấy chôn Đưa cái đứa con của mình đi về đấy chôn Cô đau khổ thâm sự Cô nói Thưa cha, con là người bên lương Con không biết Chúa Nhưng sau khi con loại bỏ đứa con của con Con không nợ để đứa con của mình nó người ta đổ nó đi ra ngoài bồn cầu hoặc là cho nó vào rác y tế con đưa con về con để mấy ngày chờ trong phòng người yêu của con lúc nào cũng dục thôi bỏ nó đi rồi sẽ có đứa khác đấy thôi bỏ nó đi và con đã làm theo như vậy và bây giờ hai đứa con cãi nhau có lẽ sau biến cố này thì mỗi người đứa đi một ngã cách đây một tháng vừa rồi Cách đây hai tuần tôi có gọi trở lại Cô bảo Thưa cha Đúng như lời cha đã nói Và hai đứa con Không còn yêu thương nhau nữa Chia tay nhau Kính thưa quý bà anh chị em Đấy là một vài trong những trường hợp Mà nó vẫn xảy ra nhan nhản trước mắt chúng ta Hàng ngày hàng giờ Và tất cả chúng ta Có nhiều khi Trong gia đình của chúng ta vẫn xảy ra đấy thôi cho dù là người công giáo đi chăng nữa nhưng đứng trước một biến cố của cuộc đời họ không thể chấp nhận được không thể vượt qua được chính mình rồi loại bỏ con mình ra khỏi cuộc đời và khi loại bỏ như vậy thì ngày đêm vẫn thấy những cái bóng dáng của đứa con của mình hàng đêm nó trở về với mình trong những giấc mơ thấy đứa con của mình bay bổng đâu đó nó vẫn kêu tiếng mẹ ơi để rồi cảm thấy bất an trong cuộc đời có nhiều chị em ngày hôm nay rơi vào trầm cảm vì cái tội này cho nên chúng ta ý thức như vậy khi chúng ta chứng kiến một thánh lệ cầu nguyện cho các em thai nhi là lúc để mọi người chúng ta nhìn ra chính bản thân của mọi người chúng ta chúng ta nhìn ra tội trạng của mình chúng ta nhìn ra con đường tội lỗi của chính mình để chúng ta sám hối để chúng ta ăn năn. Có nhiều người ngày hôm nay bảo rằng Thôi thì phạm tội đi tới cách cha để xưng tội Xưng tội xong là thôi quên hết đi mà Nhưng mà không thưa quý bà anh chị em Chúng tôi gặp tư vấn ở đây rất nhiều Nhiều các gia đình, nhiều các chị em Không tài nào quên được Bởi vì chúng ta biết trong giáo hội của chúng ta Sau khi có đi xưng tội Thì còn một cái vạ Cái vạ ấy nó vẫn theo chúng ta và tuyệt thông tiền kết đấy cho dù được tha và được dập, gia nhập vào giáo hội đấy nhưng mà nó vật theo chúng ta suốt cả cuộc đời cuộc đời cho nên nhiều anh chị em nhiều nhiều chị ngày hôm nay nhiều bà ngày hôm nay cho dù 6 7 8 90 tuổi đi chăng nữa vẫn cứ thích vẫn cứ đi xưng lại một cái tội duy nhất đó là thưa cha ngày xưa con còn trẻ con đi làm công nhân, con đi làm cái này cái kia, người ta bảo đi điều hòa kinh nguyệt, con đi điều hòa hai ba lần, bây giờ con mới biết con đi bỏ đứa con của mình. Vẫn còn nhớ đấy. Cho nên chúng ta ý thức như vậy. Ngày hôm nay chúng ta đứng trước mặt Thiên Chúa, đặc biệt trong mùa chay thánh, là cơ hội để mọi người chúng ta sám hối thực sự. Chúng ta biến đổi lương tâm để trở về với Thiên Chúa. Và chúng ta phải có một cái quyết tâm, đặc biệt là những người Kitô tô giáo của chúng ta, khi chúng ta rơi vào tình trạng mà bế tắc trong cuộc đời khi chúng ta mang thai đứa con mà thiên chúa ban cho chúng ta đấy chúng ta ý thức đây là con của thiên chúa nếu khó khăn thì chỉ có một thời gian ngắn rồi nó cũng vượt đi qua mà thôi còn nếu mà chúng ta chấm dứt cuộc đời cứ đứa con của mình thì nó ảnh hưởng suốt cả cuộc đời của chúng ta có nhiều gia đình ngày hôm nay vẫn can đảm như hôm trước có một chị đã viết tâm thư cho tôi đấy hai đứa con rồi sinh một đứa con thiếu tháng 26 tuần rồi bây giờ lại thêm một đứa 12 12 tuần nữa nhưng mà chị chỉ nói một câu gia đình con khó khăn con bán hết để mà lo cho cái đứa con 26 tuổi trong 10 bệnh viện con phải chăm đứa con đấy nhưng mà con có chúa con có đứa con nhiều khi cuộc sống nó xô đẩy con con không muốn đứng lên con muốn chết đi nhưng con nhị tới đứa con của con Con không dám Và con là người công giáo Con không nợ bỏ đứa con của con Tôi thấy những chị em như vậy Là những con người dám can đảm đấy Cho dù cuộc sống có khó khăn Cho dù có bao nhiêu cái bớn cố trong cuộc đời Gia đình Nhiều khi rơi vào tình trạng khủng hoảng Ly tán Bởi lấy một người bên lương người ta không hiểu Người ta không hiểu Nhưng mà mình là người có đạo, có đức tin Mình hiểu về chuyện đấy mà mình phải cầu nguyện Và mình phải có những cái quyết tâm Còn không thì dễ dàng ma quỷ Nó lôi kéo chúng ta Nó cám dỗ chúng ta bằng nhiều cách khác nhau Như cám dỗ Chúa Giêsu ngày xưa vậy thôi Nó cám dỗ tới tiền, tài, danh vọng Vật chất rồi bao nhiêu thứ Nhiều khi chúng ta đổ gục Cho nên ý thức hơn như vậy Trong những ngày trái thánh này Mọi người chúng ta hãy định tâm Quay trở về với Thiên Chúa Để chúng ta nhìn rõ con người yếu đuối tội lỗi của mình và xin chúa xót thương tha thứ cho chúng ta đặc biệt là xin chúa là cha đấng luôn luôn giàu lòng thương xót ở với chúng ta từng giây từng phút trong cuộc đời ngài luôn giang cánh tay mở rộng để đón chờ những người con những người tội lỗi biết sám hối ăn ăn quay trở về với thiên chúa để được ơn thứ tha để được ơn hòa giải và xin chúa cũng thanh tẩy chúng ta từ một con người yếu đuối tội lỗi trở thành một con người mạnh mẽ trong đức tin để chúng ta chiến đấu với những tội lỗi, những cám dỗ mà ngày hôm nay nó vẫn vây bùa chúng ta trong suốt cuộc đời. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng là giàu lòng thương xót luôn ở với chúng ta. Xin các em thai nhi luôn phù trợ cho mọi người chúng ta để mọi người chúng ta ý thức hơn để chúng ta không xúc phạm tới tình trạng như ngày hôm nay nạo phá trai, thai lan tràn trên trong xã hội của chúng ta xin chúa ban ơn trợ lực để mọi người chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời và cứu lấy chúng ta khi chúng ta vấp ngã amen